Cũng tại huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 về thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Ngay từ đầu năm, chi tổ hội nông dân đã vận động người dân được 13 cuộc với 420 ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, đã vận động quỹ hỗ trợ nông dân hơn 54 triệu đồng, nâng tổng số tiền quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 3,3 tỷ đồng, tổng dư nợ toàn huyện đang quản lý là 6,3 tỷ đồng. Hội nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thành lập được 13 tổ có 108 hộ dây với số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đến nay đã có 53 tổ tiết kiệm vay vốn với dư nợ hơn 117 tỷ đồng.